lộ chiêu vòi tiền công ty Việt Á của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Kết luận điều tra thể hiện, ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, đã hai lần chủ động đề nghị ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty Việt Á, đưa tổng số tiền 2 triệu đô la Mỹ để xử lý công việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra C03, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra đại án Việt Á và đề nghị truy tố 38 bị can về 6 nhóm tội danh. Trong đó, các bị can Phan Quốc Việt cùng Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, bị đề nghị truy tố 2 tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, và ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, cùng bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ông Nguyễn Thanh Long và 5 cựu quan chức bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ, chi hàng triệu USD, hàng tỷ đồng để cảm ơn và hối lộ. Theo kết luận điều tra, ông Phan Quốc Việt đã dùng nhiều thủ đoạn để đấu thầu, đưa hối lộ, gửi quà cảm ơn để được lưu hành kit test COVID-19 và nâng giá từ 143.000 đồng lên 470.000 đồng một kit test. Cụ thể, C03 xác định, ông Việt đã đưa tổng số tiền 3,45 triệu đô la Mỹ và 4 tỷ đồng cho một số bị can. Trong đó, ông Việt đưa cảm ơn ông Nguyễn Văn Trịnh, cựu cán bộ văn phòng chính phủ, và ông Chu Ngọc Anh mỗi người 200.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 4,5 tỷ đồng, đưa cảm ơn ông Phạm Công Tạc 50.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 1,1 tỷ đồng, đưa hối lộ ông Trịnh Thanh Hùng, cựu phó vụ trưởng vụ khoa học công nghệ các ngành kinh tế, kỹ thuật, Bộ Khoa học Công nghệ, 350.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 8 tỷ đồng, đưa hối lộ ông Nguyễn Thanh Long 2,25 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 51 tỷ đồng, đưa cho ông Nguyễn Huỳnh, cựu thư ký của ông Long, 4 tỷ đồng để công ty Việt Á được tham gia nghiên cứu, cấp lưu hành sản phẩm không thuộc sở hữu và nâng khống giá. Kết luận điều tra thể hiện, từ năm 2020-2021, công ty Việt Á đã sản xuất hơn 8,7 triệu kit test và đã bán, cho, tặng, ứng trước cho các đơn vị, cơ sở y tế hơn 8,3 triệu kit test. Công ty này đã được thanh toán hơn 2.257 tỷ đồng cho gần 6 triệu kit test. Trong đó, C03 xác định, công ty Việt Á đã tiêu thụ gần 680.000 kit test tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Nghệ An, Bình Dương, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 222 tỷ đồng. Tiêu thụ cho các đơn vị, cơ sở y tế công lập khác trên địa bàn cả nước gần 600.000 kit test, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 180 tỷ đồng. Ngoài hơn 402 tỷ đồng gây thiệt hại kể trên, C03 còn xác định công ty Việt Á đã hưởng lợi bất chính hơn 1.235 tỷ đồng, là số tiền chênh lệch giá bán. Do đó, toàn bộ hai khoản này cần phải thu hồi cho nhà nước. Trong vụ án này, ông Nguyễn Thanh Long và thư ký của mình là Nguyễn Huỳnh bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. 4 lần nhận tổng số tiền 2,25 triệu đô la Mỹ của cựu Bộ trưởng Y tế. C03 cáo buộc, ông Long và thư ký của mình là Nguyễn Huỳnh đã can thiệp, tác động và chỉ đạo giúp công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành kit test COVID-19, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương trái quy định của pháp luật. Không có căn cứ để công ty Việt Á tổ chức sản xuất, tiêu thụ kit test theo đơn giá mà ông Việt nâng khống, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn. Đồng thời, hai bị can này còn gợi ý, đề nghị để ông Việt đưa tiền. Trong đó, ông Việt đưa cho ông Long 2,25 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 51 tỷ đồng, đưa cho ông Nguyễn Huỳnh 4 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thanh Long từng báo cáo Quốc hội về vụ việc công ty Việt Á, theo kết luận điều tra, tháng 12 năm 2020, ông Việt xách theo một túi vải chứa 200.000 đô la Mỹ đến nhà bị can Huỳnh tại số 19, ngõ 123 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, và gửi ông Huỳnh đưa cho ông Long. Khoảng 10 giờ ngày 23 tháng 1 năm 2021, ông Việt tiếp tục chỉ đạo ông Vũ Đình Hiệp đưa 2 tỷ đồng cho ông Huỳnh, số tiền này ông Huỳnh giữ. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long bị cáo buộc nhận hối lộ 2,25 triệu đô la Mỹ trước Tết Nguyên Đán 2021. Ông Long chỉ đạo ông Huỳnh liên hệ với ông Việt, đề nghị ông Việt đưa 1 triệu đô la Mỹ để xử lý công việc. Nhận lệnh, ông Huỳnh gọi điện nói cho ông Việt biết chỉ đạo của cựu Bộ trưởng Y tế. Khoảng ngày 27 hoặc 28.12 âm lịch,
Ông Việt để 1 triệu đô la Mỹ và 2 tỷ đồng vào túi vải màu xanh in chữ chúc mừng năm mới và đến nhà ông Huỳnh để nhờ gửi cho ông Long 1 triệu đô la Mỹ. Còn 2 tỷ đồng là cho ông Huỳnh. Sau đó, ông Huỳnh chuyển 1 triệu đô la Mỹ cho ông Long, 2 tỷ đồng còn lại sử dụng cá nhân. Ngày 29 tháng 6 năm 2021, ông Việt tiếp tục đến trụ sở Bộ Y tế gặp ông Long để bàn về việc sản xuất vaccine phòng dịch COVID-19 theo chủ trương của chính phủ. Sau khi nói chuyện được khoảng 15 phút thì ông Việt lấy một túi vải bên trong chứa 50.000 đô la Mỹ đưa cho ông Long và ra về. Khoảng đầu tháng 11 năm 2021, ông Long tiếp tục nhắn tin giao thư ký đề nghị ông Việt chi kinh phí để xử lý công việc. Ông Huỳnh sau đó báo lại cho ông Việt và được đồng ý, hẹn gặp nhau ngay trong ngày. Sau khi đưa cho ông Huỳnh chiếc túi chứa 1 triệu đô la Mỹ, cả hai ngồi ăn tối tại một căn hộ ở P, Giảng Võ, Quy, Ba Đình, Hà Nội. Trong lúc ông Việt và ông Huỳnh đang ăn tối thì ông Long gọi yêu cầu ông Huỳnh đến khách sạn Da U Hà Nội đón. Ông Huỳnh liền xách túi tiền đến đón ông Long, chở ông Long đi gặp bạn. Khi chở ông Long về nhà riêng, ông Huỳnh đã cầm túi tiền vào hầm và để sát cửa thang máy rồi đi về. Ông Long mang túi tiền lên phòng, mở ra kiểm tra thấy bên trong chứa 1 triệu đô la Mỹ, gồm 10 cọc, mỗi cọc 10 tệp, mỗi tệp 100 tờ mệnh giá 100 đô la Mỹ. Ông Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Chính phủ Công nghệ Việt Á, viết tắt là Công ty Việt Á, đã trực tiếp chi tới hơn 80 tỷ đồng cho nhiều quan chức để có thể hiệp thương và phân phối hàng triệu kit test COVID-19. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 38 bị can trong đại án kit test Việt Á. Trong số này có ông Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, cùng hàng loạt cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ và một số địa phương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.